Liêm xin kính chào quý khán giả của Nhà Nông đang xem chương trình Thời tiết Thiệu Văn được phát sóng định kỳ vào lúc 18:30 mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Bà Phát Nông. Và con thân mến, những ngày vừa qua thì mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở các tỉnh khu vực miền Nam. Theo ghi nhận thì ngày 18 tháng 8 tại khu vực Tà Lài, Đồng Nai là 113,8mm, khu vực Đồng Phú của Bình Phước là 43,6mm. Và trong những ngày sắp tới đây, cụ thể là từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8, thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Có tiếp tục mưa hay không, hay là trời sẽ nắng trở lại? Thì Tú Liêm xin kính mời quý khán giả của Nhà Nông, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe những thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhé. Dạ vâng, Tú Liêm xin kính chào Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp ạ. Thưa cô, trong những ngày giữa tuần này, ngày 23, ngày 24, 25, thời tiết sẽ chuyển biến như thế nào thưa cô? Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài, hiện tại thì rãnh thấp có trục đi qua cái Bắc Bộ, có cái cường độ suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam thì hoạt động ổn định với cái cường độ trung bình. Trong những cái ngày giữa tuần từ thứ Tư đến thứ Năm là khoảng ngày 23 và ngày 24 tây tháng 8, cái rãnh thấp đi qua cái khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục suy yếu thêm, và cái rãnh thấp mới thì sẽ được thiết lập và có cái trục đi qua cái khu vực các cái tỉnh miền Trung. Trong khoảng thời gian này thì các cái tỉnh miền Đông và miền Tây thì ở phía nam của cái rãnh thấp đi qua khu vực các cái tỉnh miền Trung kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động khá ổn định ở cái mức là trung bình. Vì thế mà mưa trên cái khu vực cũng giảm. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối ở cái diện là rải rác. Có nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ thì có cái mưa to và dông. Còn ban đêm thì có cái mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì bà con cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ban ngày thì nắng với nền nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ dao động ở mức là từ 32 đến 35 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 27 độ. Dạ vâng, vậy là 3 ngày tới đây, cụ thể là ngày 23, 24, 25, mưa có phần giảm hơn những ngày trước đó và chỉ còn tập trung vào lúc chiều tối trên diện là rải rác. Như vậy thì điều này cũng khá thuận lợi cho các thao tác thăm đồng, bù lại những ngày trước đó chúng ta không đi đồng được bà con mình ha. Và chuyển sang phần thủy văn thì cũng rất quan trọng trong thời gian này. Thưa cô Ngọc Điệp, trong tuần thì thủy văn có ghi nhận như thế nào ạ? Còn đối với cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, trong tuần qua thì chủ yếu là biến đổi chậm theo chiều. Mực nước cao nhất ngày 19 tây tháng 8 trên sông Tiền tại Tân Châu ở cái mức là 2m13, còn trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2m09. Và dự báo trong tuần tới thì cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuống theo chiều. Đến ngày 24 tây tháng 8 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 2m, còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 1m95. Còn đối với cái mực nước tại các cái trạm trên các cái sông miền Tây Nam Bộ thì sẽ xuống nhanh đến giữa tuần, sau đó thì sẽ lên. Đỉnh triều cường cao nhất sẽ xuất hiện vào những cái ngày cuối tuần ở cái mức là sấp xỉ và thấp hơn so với cái cùng kỳ năm ngoái, năm 2022. Dạ vâng, Thạc sĩ Ngọc Điệp thân mến, hiện nay thì cũng đã gần cuối tháng 8 rồi. Mực nước thủy văn cũng như là tình hình lũ lụt đang được bà con mình rất là quan tâm. Thưa cô Điệp thân mến, thì dự báo xa hơn về tình hình lũ năm nay sẽ như thế nào và có những ghi nhận gì mới chưa ạ? Còn nhận định xa hơn thì từ khoảng tháng 9 cho đến tháng 11 năm 2023 thì trên sông Đồng Nai có khả năng sẽ xuất hiện từ 1 cho đến 2 đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ tại Tà Lài có khả năng sẽ ở cái mức là từ báo động 1 đến báo động 2. Còn đối với trên sông Cửu Long thì tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong về khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có xu thế tăng dần ở cái mức là thấp hơn cái trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ có xu thế là sẽ lên dần và có khả năng sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2023. Ở cái mức là báo động 1 và dưới báo động 1, mực nước tại các cái trạm hạ nguồn sẽ đạt mức cao nhất vào tháng 10 và tháng 11, ở cái mức là báo động 3 và trên báo động 3. Do đó mà trong khoảng thời gian tới là từ tháng 9 thì tại cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì cái mưa sẽ ở cái mức là cao hơn cái trung bình nhiều năm, từ 5 cho đến 10%. Và đồng thời trong khoảng thời gian này thì triều cường tại khu vực các cái tỉnh ven biển miền Đông thì có khả năng sẽ xuất hiện tới 5 đợt triều cường trong cái tháng 9, tháng 10, tháng 11. Cái đợt triều cường lên cao trong cái đợt là cuối tháng 10, đầu tháng 11 có thể đạt ở cái mức là 4m2. Và nếu kết hợp với cái gió mùa Đông Bắc
thì sẽ đợt triều cường có thể là sẽ lên cao hơn, nguy cơ sẽ gây ngập úng ở cái khu vực trũng thấp, khu vực ngoài đê bao ở các cái tỉnh ven biển khu vực Đông Nam Bộ. Do vậy trong khoảng thời gian tới, đặc biệt là trong cái tháng 9, vừa mưa kết hợp với triều cường cũng như lũ, những cái diễn biến về mưa lũ khá phức tạp. Do đó mà bà con nông dân cũng cần chủ động trong cái sản xuất để giảm thiểu thấp nhất những cái thiệt hại do cái thiên tai gây ra. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ. Như vậy thì khoảng từ tháng 9 cho đến tháng 11 năm 2023 thì trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện từ 1 cho đến 2 đợt lũ. Còn đối với trên sông Cửu Long thì tổng lượng dòng chảy từ sông Mekong về khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có xu thế là tăng dần, nhưng mà so với trung bình nhiều năm sẽ thấp hơn từ 5 cho đến 15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ có xu thế lên dần và có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay ở mức là báo động 1 cho đến dưới báo động 1. Mực nước tại các trạm hạ nguồn sẽ đạt mức cao nhất vào khoảng tháng 10 và tháng 11 ở mức là báo động 3 cho đến trên báo động 3. Như vậy thì trong khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11 sắp tới thì bà con cần lưu ý nhiều hơn về tình hình thủy văn, và đặc biệt là trong tháng 9 thì mưa kết hợp với triều cường có thể là gây ngập úng nhiều nơi. Chi tiết về phần thủy văn sẽ cập nhật hàng tuần cho bà con mình biết ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với tình hình thời tiết tuần. Những ngày cuối tuần này thời tiết có chuyển biến như thế nào thưa thạc sĩ? Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái rãnh thấp đi qua cái khu vực miền Trung sẽ hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Khoảng 1-2 ngày cuối thì trên cái dải hội tụ nhiệt đới sẽ xuất hiện một cái vùng thấp. Vùng thấp này thì có khả năng sẽ hoạt động mạnh dần lên, và gió mùa Tây Nam thì cũng sẽ hoạt động mạnh dần từ ngày 27 và ngày 28 tháng 8. Do đó trong khoảng thời gian này thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới sẽ có một cái đợt mưa lớn xuất hiện trở lại trên diện rộng. Và do ảnh hưởng bởi phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, do đó mà trời sẽ chuyển nhiều mây, nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ sẽ có mưa to đến rất to, mưa dông thì kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà bà con nông dân cũng không nên chủ quan. Thời gian mưa thì gần như là trong ngày, có lúc sẽ giảm mưa và hứng nắng. Mưa lớn có thể làm cho nước không thoát kịp, sẽ gây ngập ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Mưa nhiều cho nên là cái nhiệt độ trong ngày cũng sẽ giảm từ 2 cho đến 3 độ, có nơi sẽ trên 3 độ. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở mức là từ 29 cho đến 32 độ, có nơi sẽ dưới 29 độ. Còn đối với nhiệt độ về đêm sẽ dao động ở mức là từ 22 đến 25 độ. Trong tuần thì mưa có xu hướng gia tăng trở lại vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới. Do vậy mà những cái cơn mưa dông thì kèm theo cái gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch thì cũng cần phải chú ý đề phòng. Dạ vâng, vậy là những ngày cuối tuần này trời bắt đầu đã mưa trở lại, và mưa có thể là mưa lớn do ảnh hưởng của phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Mưa gần như là diễn ra trong ngày nên là những thao tác gieo xạ này, chăm sóc ruộng lúa sẽ bị đình trệ, do đó bà con nên tranh thủ những ngày nắng giữa tuần này nhé. Ở phần cuối của chương trình chính là những thông tin về thời tiết biển. Xin kính mời thạc sĩ sẽ có thông tin đến quý nhà nông cũng như là bà con ngư dân mình ạ. Còn đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió Tây Nam ở mức là cấp 5. Từ ngày 28 tây tháng 8 trở đi thì gió có xu hướng tăng dần ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng thì từ 2 đến 3 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang thì cái gió Tây Tây Nam ở mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng thì từ nửa mét đến 1 mét rưỡi. Riêng cái khu vực Vịnh Thái Lan thì cái gió Tây Tây Nam ở mức là cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng thì từ 1 cho đến 2 mét. Ở trong tuần thì những cái ngày cuối tháng 8, cái gió Tây Nam thì có hoạt động mạnh dần. Và thời tiết trên cái khu vực vùng biển ngoài khơi thì có cái mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy rất là nguy hiểm, nhất là các cái phương tiện tàu thuyền, ghe xuồng nhỏ thì bà con ngư dân cũng nên hạn chế ra khơi. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
Dạ vâng, vừa rồi là những thông tin thời tiết thủy văn từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 năm 2023 được thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp chia sẻ thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Cảm ơn thạc sĩ rất là nhiều vì đã dành thời gian cho phần chia sẻ thông tin ngày hôm nay. Xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và công việc sắp tới được thuận lợi ạ. Và cô thân mến, điểm qua nhanh về phần thông tin thời tiết thì giữa tuần này mưa giảm chỉ còn rải rác vào lúc chiều tối, nhưng mà sang những ngày cuối tuần thì mưa bắt đầu tăng trở lại trên diện khá là rộng, mưa diễn ra có thể kéo dài trong suốt cả ngày. Như vậy thì chúng ta chỉ còn khoảng thời gian là khoảng 3 ngày giữa tuần để thực hiện các thao tác chăm sóc ruộng lúa một cách thuận lợi nhất. Lưu ý là những trà lúa chuẩn bị gieo xạ nên ngâm giống, trộn giống với chất điều hòa sinh trùng Racinolite để kích rễ dài, tránh tình trạng trôi giống khi mà mưa đến, hoặc là bà con có thể áp dụng phương pháp xả nước để tránh tình trạng bị mưa dập. Sau đó khoảng từ 1 đến 2 ngày thì bà con có thể rút nước, và lưu ý là cái khâu quản lý cỏ dại sau khi mà rút nước bà con mình nhé. Và với những trà lúa trổ thì nên phòng trước các bệnh do lem lép, do nấm rồi khuẩn lép vàng. Bên cạnh đó thì dạo gần đây qua những chuyến thăm đồng thì Tú Liêm có ghi nhận tình hình khuẩn gây hại trên lá như là cháy bìa lá, bệnh sọc trong. Do đó thì những thao tác phòng bệnh, trị bệnh nên là tranh thủ sớm trong những ngày giữa tuần này. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc bà con sẽ có một cái tuần lễ thật là vui vẻ, mát mẻ và thuận lợi với những thông tin ngày hôm nay. Tú Liêm cùng với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau nhé.